Máy cắt cho nút bọc vải này. Cắt một phát một 100 miếng luôn. Cắt 16 lớp rồi nè. Bật máy lên. Dẫm chân. Đây đây. Ra xem nào. 16 lớp đây. Bao nhiêu lớp? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lớp. Lên 20 lớp nữa. Ghi cho 10 lớp cho nó ổn. 10 lớp cho ổn.